again, Hoài Phương. Xin chào mọi người. Mình là Hoài Phương và hôm trước thì sau khi mình có làm một cái livestream thì mình thấy các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều nên hôm nay mình rất là tự tin và mang đến cho các bạn một cái số tiếp theo. Và hôm nay thì mình chọn chủ đề về travel, đi du lịch, bởi mình biết là giống như mình thì có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ rất là thích đi du lịch, đúng không nào? Và nếu như các bạn đi du lịch theo tour và có công ty du lịch hoặc là hướng dẫn viên đi theo đoàn mình thì sẽ không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn cả thử nghiệm cái cảm giác đi du lịch một mình hoặc đi du lịch theo nhóm, nghĩa là các bạn tự làm tất cả mọi việc thì các bạn sẽ gặp khá là nhiều khó khăn, đúng không nào? Cho nên để giúp các bạn thì hôm nay mình có chia sẻ với các bạn một số cái cách nhỏ nhỏ để các bạn thuận tiện hơn trong việc đi du lịch. Và để đầu tiên để đi du lịch được, các bạn sẽ phải đặt phòng ở khách sạn, đúng không nào? Cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt phòng ở khách sạn như thế nào cho phù hợp nha. Ok, đầu tiên thì để chúng ta đặt phòng, mọi người phải biết là có những loại phòng thông thường nào ở khách sạn đã, cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, giới thiệu các bạn 4 loại phòng cơ bản ở khách sạn. Ok. Ok, đầu tiên đó chính là phòng này ạ. Đây là single room. Ok. Single room là phòng đơn, chỉ trong phòng chỉ có một giường thôi. Đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc nha. Single room. Ok. Single room. Ok, đây là loại phòng thứ nhất. Loại phòng thứ hai đó chính là double room. Ok, double room là phòng có một giường dành cho hai người, thì gọi là double room. Ok. Double room. You see that? Ok. Và phòng thứ ba nữa đó chính là twin room. Đây là loại phòng có hai giường. Ok, thường là có hai giường đơn. Đó. Mọi người đừng nhầm giữa hai loại phòng này nha. Phòng này là một giường dành cho hai người và phòng này là có một phòng cũng có hai giường. Ok, twin room. Ok. Và có một loại phòng nữa, loại phòng thứ tư đó chính là suite. Đây là loại phòng thường là phòng cao cấp. Ở trong phòng lớn đấy thường có một phòng khách này, một phòng ngủ này, có nhà, có phòng vệ sinh này và thường có view ban công rất là đẹp nữa. Ok, bây giờ các bạn chúng ta cùng ôn lại 4 loại phòng mình vừa giới thiệu nha. Đầu tiên, single room. Phòng như thế nào các bạn? Là phòng đơn. Ok, phòng có một giường đơn. Ok, tiếp theo là double room. Là phòng có một giường dành cho hai người, thường là giường đôi. Ok, tiếp nữa là twin room. Là phòng có hai giường dành cho hai người. Ok, và tiếp nữa đó là suite. Ok, phòng suite này là phòng, như mình nói là phòng cao cấp và thường có view rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn 4 bức tranh và các bạn sẽ cùng xem rằng là 4 bức tranh này nó liên quan đến phòng nào nha. Ok, các bạn hãy nhìn vào tranh và nếu như mọi người tìm ra đáp án thì hãy bình luận ở phía dưới rằng là phòng nào liên quan đến cái nào nha. Ok, đầu tiên chính là phòng này ạ. Ok, mọi người nhìn thấy rõ không nhở? Mọi người nhìn thấy rõ không? Ok, mọi người hãy bình luận phía dưới nha. Và sau đấy mình sẽ cho các bạn đáp án liên quan đến 4 phòng. Ok. Ok, mọi người nhìn thấy rõ chưa? Biết phòng nào chưa ạ? Ok, phòng tiếp theo ạ. Ok, mọi người để ý kỹ loại giường ở trong đấy nha. Ok, tiếp này. Ok, mọi người thấy chưa? Ok, và loại giường cuối cùng. Ok, mọi người có nhìn thấy rõ không nhỉ? Ok, sorry. Nó bị lỗi một chút, nó đã trở về cái lúc nãy rồi. Ok, đây là giường số 4. Loại giường số 4. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng check đáp án nha. Phòng giường đầu tiên mà mình show cho các bạn đó là một phòng mà có view rất là đẹp và có nhiều, có phòng khách, mọi người thấy phòng khách và phòng ngủ ở trong đấy nữa, và đó chính là suite
suite, đấy là phòng đầu tiên. Ok, đấy là phòng đầu tiên, suite. Phòng thứ hai là mọi người thấy có hai giường ở trong đấy, đó chính là twin room. Và phòng thứ ba, mọi người thấy có một giường đơn thôi, đó chính là single room. Và cuối cùng là phòng double room, phòng có một giường, giường là giường đôi dành cho hai người. Ok, mọi người đã nhớ bốn loại phòng này chưa nào? Ok, vậy bây giờ khi mà các bạn đã biết bốn loại phòng ở thông thường có một khách sạn rồi, các bạn sẽ làm gì bước theo? Các bạn sẽ đặt phòng đúng không nào? Thường thì mọi người trước khi sang tất nhiên là khi mà các bạn sẽ dùng cho khi chúng ta đi du lịch nước ngoài đúng không? Bởi vì bây giờ mình biết là có rất là nhiều bạn là không những là đi du lịch trong nước mà còn đi du lịch ở nước ngoài nữa. Cho nên là những cái kiến thức này mình thấy là khá hữu ích đấy. Cho nên là bây giờ các bạn chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào để đặt một phòng nha. Thì câu tôi muốn đặt một phòng thì một câu mình nghĩ ai cũng biết đó chính là câu này. I want to book a room. Ok, I want to. Và người trong văn nói người ta đọc luôn wanna. I want to book a room. Ok. I want to book a room. Ok, đây là cách đặt phòng. Tuy nhiên có một cách nói lịch sự hơn khi mà các bạn đề nghị đặt phòng, đưa ra yêu cầu đặt phòng, đó chính là câu này. Ok, I would like to book a room. I would like to book a room, please. Và thường thì chúng ta thêm từ please để thể hiện lịch sự khi chúng ta yêu cầu ai đấy làm gì. Ok, câu này cũng có nghĩa là tôi muốn đặt một phòng, nhưng mà mọi người nhớ là cách nói lịch sự hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc nha. I would, và viết tắt thành I'd like to book. Mọi người nhớ u ngắn nha. Book a room. I would like to book a room, please. Tôi muốn đặt phòng. I would like to book a room, please. Ok, vậy bây giờ mọi người hãy hình dung rằng là lúc nãy chúng ta vừa làm quen với bốn phòng nào, chúng ta cùng quay trở lại một chút nha. Ok, bởi vì còn mình thấy có bạn Đăng Nguyễn bảo là chưa nhớ, cho nên là chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút. Single room là giường. Sorry, phòng có một giường đơn. Ok, mọi người nhớ chưa? Single room, phòng có một giường đơn. Tiếp nữa, double room là phòng có một giường dành cho hai người. Chúng ta thường gọi là giường đôi. Ok, và twin room. Và cái này là phòng, trong phòng có hai giường riêng rẽ. Ok, và tiếp nữa là suite là phòng cao cấp, gồm có phòng khách này, phòng ngủ này, và nhà vệ sinh này, và view thì rất là đẹp. Ok. Vậy thì sau khi mà các bạn yêu cầu đặt phòng rồi thì các bạn sẽ làm gì tiếp theo nữa? Thì khi mà người ta xác nhận là cuộc điện thoại các bạn thì người ta các bạn sẽ phải nói rõ là các bạn muốn book loại phòng nào, đúng không nào? Thì các bạn sẽ hỏi loại thuê lại phòng và thời gian theo yêu cầu các bạn. Các bạn có thể sử dụng cấu trúc này. Ok. Khi mà chúng ta hỏi là bạn có không biết khách sạn có loại phòng này trống vào ngày bao nhiêu không, trùng với thời gian lịch trình của các bạn có thể sử dụng câu này. Ví dụ như các bạn muốn đặt một phòng đơn vào ngày thứ hai tới chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng là Do you have a single room? Do you have a single room for next Monday? Do you have a single room for next Monday? Do you have a... Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc câu này thật chậm nha. Do you have it? Ok, khi mà mọi người nhớ là phải có nói rõ là bao nhiêu phòng nha. Do you have a single room for next Monday? Không biết là có phòng đơn vào ngày thứ hai tới hay không. Và khi các bạn áp dụng cấu trúc này thì có thể, nếu các bạn muốn đặt là phòng suite, phòng cao cấp, thì thay vào a suite vào ngày thích hợp vào đây, mọi người có thể điền vào đây nha. Hoặc là phòng double room hoặc là twin room, tùy thuộc vào yêu cầu của các bạn đó. Do you have a single room for next Monday? Ok, mọi người nghe có rõ không nhỉ? Ok, mọi người nhớ chưa? Đây là chúng ta khi mà hỏi thuê loại phòng và thời gian theo yêu cầu của các bạn.
Sau đấy thì bên khách sạn người ta sẽ xác nhận lại cho các bạn. Ok, sau khi mà các bạn đã biết là các bạn muốn đặt loại phòng nào theo thời gian như thế nào rồi thì các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Tất nhiên các bạn sẽ phải tham khảo giá của khách sạn đấy như thế nào, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng cấu trúc nào? Ok, mọi người đã hình dung trong đầu chúng ta dùng cấu trúc nào chưa? Yeah, chúng ta sẽ phải hỏi tiền một bao nhiêu, chúng ta sẽ dùng cấu trúc này. How much money per night? How much money per night? How much money per night? Ok, how much? How much? How much money per night? How much money per night? How much money per night? Ok, một đêm giá bao nhiêu? How much money per night? How much money per night? Ok. Và thường thì mọi người biết là nó khách sạn sẽ tính tiền theo phòng theo đêm, đúng không ạ? Cho mọi người nhớ xác nhận rõ giá cả khi mà chúng ta quyết định thuê phòng đấy nhỉ. Ok, how much money per night? Và kiểu mọi how much money per night? Đó, mọi người nhớ cấu trúc này nha. How much money per night? How much money per night? Một đêm giá bao nhiêu tiền cho loại phòng mà các bạn vừa yêu cầu. Ok, sau khi mà chúng ta hỏi giá rồi thì các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Ok, chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của chúng ta để chúng ta xem là chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ gì ở khách sạn, đúng nào? Ok, ví dụ như là các bạn có sở thích là đi bơi chẳng hạn, và đến khách sạn thì các bạn muốn là có thời gian đi bơi cùng bạn bè, thì các bạn muốn hỏi là khách sạn có bể bơi hay không thì các bạn sẽ hỏi như thế nào? Ok, rất là đơn giản, các bạn sẽ dùng cấu trúc này. Is there a swimming pool? Ok, is. Cái từ này mọi người đừng đọc là y hoặc là is nha. Is there a swimming pool? Swimming. Các bạn đừng là swim nha. Swimming. Is there a swimming pool? Ok, khách sạn có bể bơi hay không? Và các bạn có thể hỏi là có tivi hay không? Hay là có internet hay không? Bằng áp dụng cấu trúc này mọi người thay cái về phía sau ra. Is there a swimming pool? Is there a swimming pool? Ok, mọi người nhớ chưa nào? Ok, vậy thì sau khi mà các bạn muốn đã hỏi biết là khách sạn có những yêu cầu theo của mình rồi, các bạn muốn hỏi rằng là thì không biết là nhà khách sạn có phục vụ bữa ăn hay không thì các bạn cũng phải hỏi luôn, đúng không nào? Bởi vì khi mà các bạn đi sang nước ngoài thì cái việc ăn uống cũng rất là quan trọng. Ok, thế muốn hỏi rằng là không biết khách sạn có phục vụ bữa trưa hay bữa tối hay không, các bạn sẽ hỏi như thế nào? Ok, chúng ta sẽ dùng cấu trúc này, đó là do you serve lunch or you serve dinner? Ok, không biết là khách sạn có phục vụ bữa trưa hay bữa tối hay không? Ok, do you serve. Ok, đến như là chúng ta dùng bữa tối chúng ta dùng dinner. Do you serve dinner? Hoặc là lunch, do you serve lunch? Ok, không biết là khách sạn có phục vụ bữa trưa hay bữa tối hay không? Ok, do you serve dinner or do you serve lunch? Ok, mọi người nhớ chưa nào? Ok, các bạn cứ để hết các câu hỏi phía dưới nhà, tí nữa mình sẽ trả lời các bạn. Ok, và mọi người biết rằng chúng ta đi nước ngoài thì chúng ta không thể tiêu tiền Việt được, đúng nào? Và trong trường hợp các bạn đổi tiền không đủ hoặc là sao bên đấy, các bạn biết rằng là các bạn nhu cầu mua sắm các bạn nhiều hơn mà các bạn không đã đổi ở Việt Nam rồi nhưng không đủ, sao bên đấy các bạn muốn hỏi rằng là muốn đổi tiền thì đổi đâu, và tiện nhất là có thể hỏi luôn ở khách sạn, tôi có thể đổi tiền ở khách sạn được hay không, thì các bạn sẽ dùng câu trúc nào? Ok, chúng ta sẽ dùng cái này luôn. Can I change money in the hotel? Không biết là có thể đổi tiền ở khách sạn hay không. Can I change money in a hotel? Ok, mọi người nhớ nói ngay sau mình luôn nha. Can I change money in a hotel? Không biết là tôi có thể đổi tiền ở khách sạn được hay không. Can I change money in a hotel? Ok, đấy là một số cấu trúc để các bạn hỏi thêm về dịch vụ ở khách sạn. Ok, không biết là mọi người đã nhớ chưa? Bây giờ chúng ta cùng ôn lại một lần nữa nha. Đầu tiên, hôm nay mình có giới thiệu các bạn về 4 loại phòng ở trong khách sạn, đúng không nào? Đầu tiên, đó chính là single room. Ok, đây là loại phòng gì ạ?
Ok, đây chính là phòng đơn. Ok, phòng đơn nha mọi người. Single room. Single room. Ok. Ok, loại phòng thứ hai mình đã giới thiệu với các bạn đấy chính là double. Double room. Double room. Ok. Double room là phòng gồm có một giường dành cho hai người, giường đôi. Ok, double room. Double room. Ok, và một số bạn hay bị nhầm với loại phòng này nữa, đó chính là twin room, là phòng có hai giường. Hai giường riêng biệt ở trong phòng, chúng ta gọi là twin room. Ok. Và phòng cao cấp hơn đó chính là suite. 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 Ok. Là phòng như thế nào nhỉ? Là phòng có phòng rất là lớn này, có phòng khách này, có phòng ngủ riêng biệt này, rồi là có phòng vệ sinh này và có view nhìn ra rất là đẹp nữa. Đây là phòng cao cấp và có thể thuê cho hộ gia đình. Ok, suite. Suite. Ok. Ok, vậy thì cấu trúc tôi muốn đặt phòng như thế nào? Ok, thì các bạn có thể dùng cấu trúc này nha. Rất là lịch sự. Ok, I'd like to book room please. I'd like to book room please. Tôi muốn đặt phòng. I'd like to book a room please. Ok. Tiếp nữa, đó chính là chúng ta sẽ bước đặt phòng. Do you have a single room for next Monday? Không biết là khách sạn có phòng đơn vào chợ thứ hai tới hay không. Ok, và nếu như các bạn muốn sau khi hỏi câu này xong thì khách sạn có thể hỏi là các bạn muốn thuê bao nhiêu đêm chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nói là ví dụ như là 3 ngày 2 đêm chẳng hạn, 3 days 2 nights. 3 days 2 nights. Ok, from Monday to Thursday. Đó, từ thứ hai cho đến thứ năm chẳng hạn. Đó. Ok. Ok, sau khi đã chốt được phòng các bạn yêu thích rồi, các bạn sẽ hỏi bao nhiêu tiền một đêm để xem là có phù hợp với túi tiền của mình hay không. How much money per night? How much money per night? Ok, bao nhiêu tiền một đêm? Ok. Ok, hỏi thêm dịch vụ khách sạn. Is there a swimming pool? Không biết khách sạn có bể bơi hay không, hay là do you serve lunch? Do you serve dinner? Và cuối cùng, mình nghĩ cái này rất là quan trọng, bởi vì đi nước ngoài mà các bạn không có tiền thì rất là nguy hiểm, đúng không? Can I change money in a hotel? Can I change money in a hotel? Ok, không biết là mọi người hôm nay có hứng thú với chủ đề này không nhỉ? Mọi người đã nhớ hết các cấu trúc cần thiết khi các bạn đặt một phòng ở khách sạn hay chưa? Ok, vậy thì bởi vì mình thấy rằng là bây giờ các bạn đi du lịch rất là nhiều, đúng không? Nên các bạn cũng chuẩn bị cho mình, bỏ túi cho mình một số câu hỏi thông dụng nhất để khi mà các bạn sang nước ngoài các bạn có thể tự tin giao tiếp với người ta. Và hôm nay chủ đề của mình chỉ kết thúc ở việc đặt phòng thôi. Buổi thứ năm tới mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mà các bạn đặt bàn ở nhà hàng hay là các cái câu nói thông dụng nhất ở trong nhà hàng như thế nào. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại nha. Hy vọng là mọi người đã biết được những cái loại phòng cơ bản nhất của ngày hôm nay, cũng như là các câu cơ bản nhất để các bạn đặt phòng. Xin chào.